Đây là mùa hè cuối cùng mà các con còn được học tại trường mầm non Lê Quý Đôn Tân Dương.
tại trường, các con được các cô chăm sóc chu đáo tận tình dưới mái trường để các con có những kỷ niệm đông đầy cùng với kiến thức của các cô trang bị. Các con đã lớn hơn, mạnh dạn tự tin hơn để bước vào cấp học mới. Vì vậy, ở thời điểm này, có lẽ các con mang những tâm trạng lưu luyến, nhìn những ánh mắt tròn xoay tương lai như muốn níu chút của thời gian còn lại, những tiếng nói yêu vô thân tương bị gì như muốn rời xa. Bởi lẽ mái trường cũng chỉ là nơi giúp các con có kiến thức, mà từ nơi đây các con được học kỹ năng sống, được rèn luyện mạnh dạn tự tin hơn khi các con bước vào cấp học mới. Có lẽ tuổi mầm non là những năm tháng ngây thơ hồn nhiên nhất của các con. Sau mùa hè này, mỗi con sẽ chọn cho mình một lối dây riêng, đòi hỏi các con luôn có ý thức học tập nghiêm túc, không ngừng có sự phấn đấu và học hỏi. Cha mẹ và các cô lúc nào cũng yêu quý, mong mỏi và hy vọng ở các con, giúp cho các con có đủ sự tự tin mạnh dạn trong thi cử để phát huy được nhận thức tốt của mình. Lời cuối, tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh, các cô giáo và các em học sinh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc các con học sinh khối Bi, khối Biết Đi và khối Đô Na có một mùa hè vui tươi và bổ ích. Chúc các con học sinh khối Vicky giữ sức khỏe thật tốt để vượt qua kỳ thi và tiểu học sắp tới với kết quả cao nhất. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo, thưa các bậc phụ huynh cùng toàn thể các con yêu quý. Lời đầu tiên các phép tôi gửi tới các vị đại biểu, các thầy cô, lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Tôi rất vinh dự được đại diện cho các bậc phụ huynh được nói lên lời cảm ơn tới các thầy cô trong ngày lễ tổng kết năm học 2010-2011. Trong suốt thời gian các con chúng tôi học tại mái trường đã được nhà trường cùng các cô quan tâm dạy dỗ, đèn đũa con chúng tôi khôn lớn trưởng thành rất nhiều cả về thể chất cũng như về tâm hồn. Qua khóa học tại trường, so với thời gian khi con chúng tôi mới bước vào nhà trường, về mặt sức khỏe các con chúng tôi phát triển hơn rất nhiều và kiến thức học tập đạt theo chương trình giáo dục của quy định của Bộ Giáo dục. Về mặt tình cảm các con, chúng tôi có tình yêu thương đối với các cô, với mái trường, với các bạn trong lớp và đặc biệt là tình yêu quý đối với cha mẹ. Xin chân thành cảm ơn tới nhà trường và đặc biệt cảm ơn công sức cũng như những giọt mồ hôi mặn mà của các cô trong những năm qua chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ, giúp đỡ tâm hồn con chúng tôi. Các con chúng tôi tạo điều kiện cho các con chúng tôi bước vào một tầm học mới đầy tự tin. Cuối cùng, xin kính chúc các thầy cô cùng quý vị sức khỏe dồi dào, chúc nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh, chúc các con khối Vicky vì có một kỳ thi chuyển cấp đạt kết quả cao và có kỳ nghỉ hè vui vẻ, mạnh khỏe. Xin chân thành cảm ơn và thay mặt ban phụ huynh xin gửi tới nhà trường một hạt hoa tươi tắm. Tạm biệt bông.